Hey, chào mừng anh em, và mình là MyGamer. Đây là Warboss bản chính thức nhưng mà là một cái phiên bản nó cũ hơn, các bạn có thấy lạ không? Và trong video là ngày hôm nay thì mình sẽ bình luận lại cái trận đấu giữa mình, nick cũ nha. Không phải nick cũ mà là nick bây giờ nhưng mà tên cũ, và Agi. Và cho những anh em nào mà chưa biết thì Agi cũng là một YouTuber khá là nổi tiếng về những cái đoạn là so sánh những cái vũ khí và robot khác. Các bạn là tham khảo, nếu mà quan tâm thì có thể tham khảo trong YouTube nha, các bạn có thể search. Và hôm nay thì mình muốn bình luận lại, tại vì là trong một vài ngày hôm nọ, khi mà mình lướt trên cái mình quản lý kênh của mình ấy, thì mình nhận thấy là cái video này, và mình muốn bình luận lại cho anh em xem cái trận đấu solo 1-1 giữa mình với Agi. Đây là Agi thật nha, Ali hàng real đó. Và Agi là một trong những YouTuber trên thế giới nhé, không phải là YouTuber của Việt Nam đâu. Agi là một trong những YouTuber của thế giới mà trong cái số lượng bạn của mình vẫn giữ được lạc đến tận bây giờ. Ngoài ra thì còn có cả Kitty nữa, nhưng mà Kitty với lại Pro Killer. Ok, bạn ấy nhảy lên này, và mình có dính sát thương. Còn nếu như mình nhảy chéo ra thì sẽ không sao, nhưng mà mình lại nhảy thẳng. Thật ra thì mình với Agi có solo phải hơi hơi mù mắt anh em ơi. Có solo 3 trận, thì một trận là mình thắng, một trận là Agi thắng và một trận là hòa. Cái trận hòa ấy là Agi thắng là do số cột mốc, nhưng mà chúng mình solo về lượng sát thương thì cả hai xem với nhau, cho nên là trận đấy thì được tính là hòa. Boom, wow. Voltage và Thermite nhảy lên này đấy. Các bạn có thể để ý nữa là chính là khi mà robot nhảy lên thì chân của robot vẫn có thể cử động được. Đây là cái hiệu ứng của hơn 1 năm về trước, và bây giờ thì nhà phát hành họ đã sửa không cho cái lỗi này xảy đến. Cũng khá là rát đấy, khá là rát đấy, căng rồi nha. Trận này căng rồi nha. Mình cũng không xem lại đâu, mình chỉ thích là mình bình luận lại thôi, chứ mình cũng chưa xem lại cái trận đấu này là như thế nào. Nhưng mà mình nhớ một điều là trận này là mình thắng này, còn hai trận kia thì không biết có hình như là có cái sát thương đúng không, nhưng mà hình như là sát thương ít thì phải. Hai trận kia là mình có ghi lại, nhưng mà không hiểu sao là lúc mình tìm ra thì nó không còn nữa, thì đấy là một cái điều khá là tiếc. Nếu không thì mình đã quay lên cho anh em xem tổng cộng 3 trận, là mình chỉ rút được trận này thôi. Mình và Agi thì vẫn giữ liên lạc với nhau về trò chuyện về Guruboss, và cũng như là những cái Ok, bạn này tấn công trước là bạn này sai rồi. Agi ơi, bạn sai rồi. Và khi tàng hình của bạn ấy kết thúc thì kiểu cả nhà đây không là đi vào trong mái nhà rồi. Boom. Mình là người nhận sát thương ngược lại. Wow, khá hay. Agi bắn khá là hay đấy anh em ơi, không phải là giọng vừa đâu. Mình với Agi thì vẫn giữ liên lạc và nói về chuyện Guruboss, và cũng như là một số những cái cách edit video theo mình thảo luận cùng với Agi về một số những cái phương pháp edit video nâng cao. Ok. Respawn này khá là ui, con gì vậy? Hover, hover, hover. Mình còn 540 máu. Wow, rất là sát với không máu. Ây da, mình bay hơi muộn. Mình biết là mình đang muốn cố câu cái Spyro của bạn ấy, nhưng mà mình bay hơi muộn phải công nhận. Và mình sẽ dùng cái robot tương tự để cho nó công bằng. Khi mà các bạn dùng xưởng X trong solo nhé, mà các bạn dùng hai robot giống nhau thì thắng thua nó sẽ dựa vào cái kỹ năng của mỗi người. Chứ còn nếu như nói về hai robot khác nhau và những cách vũ khí khác nhau thì đấy là còn phải dựa về đồ nữa, nhưng mà như thế này thì sẽ cho thấy rõ được rằng là cái kỹ năng. À, quên mất, nếu như bạn nào mà muốn xem cái video gốc ấy mà mình bình luận 1 năm trước và có
Có cái giọng bình luận mình một năm trước thì các bạn có thể bấm vào đường link mình để góc phải trên cùng màn hình. Nó sẽ dẫn đến cái video đấy. Bay lên này. Nhảy sát thương hơn. Mình sẽ cố gắng giữ. Và... Wow, Agi ơi, boom. Agi quả này cay gì đấy, tại vì là bay trước mà. Thôi xong Agi rồi, lần này bạn ấy đứng ở bên ngoài, mình đứng ở bên trong nóc nhà. Ui, không nhiều sát thương lắm nhỉ. Cái trận solo này thì solo về Vortex, Thermite và Spiral, cho nên là khả năng câu kéo thời gian nó khá là tốt, chứ không solo về mấy kiểu vũ khí sốc nam khác. Agi may rồi nha, may rồi nha, còn một tí máu mà không chết kìa. Spyro sẽ làm nốt việc còn lại nhưng mà không đủ. Bay lên. Yes, rất kịp thời, mình chưa nhận được một sức sát thương nào và đây là kết cục cho Agi. Boom, yes. Checkmate. Ok, xem tiếp robot tiếp theo. Đây là cái nick Android của Agi. Agi hiện tại thì đang chơi trên, nếu mình còn nhớ không lầm thì lần trước mình xem video trên kênh Agi là về chơi trên nền tảng Steam, nền tảng dành cho máy tính. Đây là con Pursuer này. Rồi, từ. Pursuer rất nguy hiểm nếu như nó có cái khả năng của nó 10 giây rất lâu. Và đang săn mình kìa. Mình Pursuer nếu mà solo với Hover thì chắc chắn là Hover sẽ tắt điện rồi, tại vì Hover không có bất kỳ một cái khả năng bảo vệ nào ngoài cái nhảy lên, nhưng mà nhảy lên thì vẫn bị ngắm. Đây, rất đúng lúc và có khi là mình sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi. Không có cơ hội các bạn ơi, không có cơ hội. Rồi và hay dùng con tự tự nha. Mọi người đều chơi tới cái lối là bắn trong tường là con shoot. Đây, đứng như này bắn. Một bên vũ khí các bạn vẫn thò ra ngoài, nhưng mà những gần như là toàn bộ cơ thể của các bạn thì nó sẽ được đứng ở bên trong cover. Thì thực ra là mình đã cho các bạn xem những cái mẹo về bắn trong bức tường của mình khá là nhiều rồi, nếu bạn nào mà xem video trên kênh của mình lâu. Nhưng mà vẫn có một số lưu ý là nếu như các bạn mà gặp những cái vũ khí kiểu như kiểu là tên lửa đuổi ấy, những kiểu là Orkin hay mới nhất là Cryo, thì cái mẹo chơi này nó sẽ không hoàn toàn hữu dụng nữa. Agi là người lỗ máu, nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận tại vì là Agi không phải là dạng vừa. Boom, boom. Cái lúc này thì nó chưa có module, nó cũng chưa có phi công, cho nên là nó cũng chưa có Titan, cho nên là mọi người thì đều tập trung vào cái này. Bật khả năng chỉ để chạy. Và chắc chắn rồi, nếu mà các bạn cảm thấy video hay thì đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật theo dõi thường xuyên những cái video mà mình tải lên trong thời gian sớm nhất nhé. Agi sắp chết rồi kìa. Mình sẽ bật lên để tăng tốc này. Cố lên. Boom, boom, boom. Hai con Pursuer đứng gần nhau nhưng mà không thể bắn được nhau. Tại sao mình lại bị mất máu nhỉ, trong khi bạn ấy không bị sao? Yes. Bằng cách nào đó mà mình đã giết được rồi. Ok, và đây là một con robot gì đấy. Có nên đi xem thử không nhỉ? Chúng ta sẽ đi xem thử, nhưng mà
máu của mình rất yếu, chỉ có 2.700 thôi, thì dường như là không thể làm được gì ngoài đứng đợi bạn ấy ra chiêu cả. Đây là con gì ra? Có thể là Fury thôi, có thể là con còn lại mình không nhớ rõ là con gì. Nói chung là cái meta của cái thời điểm video này ra mắt này thì là gần như là chưa robot nó chưa đa dạng lắm. Ngoài Pantheon là mới nhất. À, súng máy. Ok giờ và chiến thắng thì đây là một trong ba trận, một trận mình thắng như mình nói ở trên, thì một trận mình thua và một trận thì chúng ta hòa. Đây 500.000 với lại 480 cũng xấp xỉ đúng không? Nói chung là cũng đều đều nhau thôi, cũng cũng không có quá nhiều cái sự chênh lệch quá lớn. Thì chỉ là mình ngẫu hứng lên thì mình bình luận lại cái trận đó này thôi. Các bạn cảm thấy sao? Đừng quên bỏ lại một like nếu cảm thấy video hay, chia sẻ cảm nghĩ của mình phía dưới phần bình luận. Và nếu bạn có hứng thú với kênh của Agi chuyên so sánh robot vũ khí mới thì vào kênh tìm kiếm trên thanh công cụ trên YouTube, và có thể đăng ký nếu như thích. Và mình là Mai Hồ Gamer, đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong những video lần sau.